Các bác nông dân ơi, muốn cây khỏe mạnh, lá xanh mượt, không còn lỗ sâu bọ phá hoại nữa phải không? Vậy thì sâu Rayrep 300SC chính là giải pháp hữu hiệu đấy. Đây là sản phẩm cực kỳ hiệu quả trong việc diệt trừ sâu đức thân và sâu cuốn lá. Sâu Rayrep 300SC có công thức đặc biệt, không chỉ diệt sâu tận gốc mà còn giúp cây trồng khỏe mạnh, chống chọi với nhiều loại sâu bệnh khác nữa. Cách dùng thì vô cùng đơn giản. Các bác chỉ cần pha 1-20 lít sâu Rayrep 300SC với 1 lít nước, lạc đều rồi phun lên cây thôi. Nhờ phun đều khắp lá và thân cây để thuộc phát huy tác dụng tốt nhất nhé. Với sâu Rayrep 300SC, các bác cứ yên tâm là cây trồng sẽ phát triển tốt, xanh tươi mơn mởn. Hãy dùng thử và cảm nhận sự khác biệt ngay thôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bác nhỏ truy cập trang web dablant.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác mùa màng bội thu.